morning. Ê. Yeah, good morning. Không biết ai không? Ê, là gì vậy? Đi, đi gì, vừa rảnh quá ha. Chơi giờ nó lắp ráp là làm việc chứ. Vậy thấy lắp xe lắp đồ chứ. Ngồi chùm hởm hay quá ha. Nó ngồi nó không biết, nó kẹt cái đùi nó ha. Ra ngồi nó con mèo nó ngồi. Nó chỉ quá đấy thật. Không lọ hả ta? Nó sợ gì ai? Nhát lắm. Nhát không? Nhát. Mặt nó vui quá ha. Năm thì đang làm một chiếc cá ngừ. Sao cái thớt nó rung rinh sao làm. Giờ em sẽ đi làm nhân. Đúng rồi. Bây giờ mình làm gì đây? Mình làm bánh xèo. Cái nhân đi. Chị này thì làm nhân cho bánh xèo. Xào xào vậy chứ không phải bỏ từng miếng mà. Xào xào bốn cái bột đó. Đó. Ờ. Nó mới ngon. Ờ. Ở trong hết rồi này. Chị này chỉ là bánh xèo là chỉ bằm thịt bỏ vô bột luôn. Giống như miền Tây họ bằm thịt vịt đó sao? Đúng rồi. Họ cũng làm vậy. Họ không có chiên riêng miếng thịt. Nó chuẩn bị cái này là chị sẽ làm nhân bánh bột lọc. Chuẩn bị khăn để lau, lau gì không ở đây biết. Chị này thì chị chuẩn bị một đống khăn để lau lá. Thôi bây giờ mình ở đây mình lau lá chị đi. Ui da, tợt cái nằm. Có bánh cốt đó. Rồi, phô mì thì chưa ăn áo. Rồi bây giờ lột sang cái lột phô mì. Ăn đồ tám đầu thì vô bếp thì thôi. Thì em vẫn tắm mỗi buổi sáng rồi. Có hôi không hôi gì cũng phải tắm đấy. Bây giờ làm sao mới lột phân mì có cổ có tay. Tay gì? Nấu. Nấu ăn. Nấu ăn gì ăn. Người ta đi chợ ta thấy cái bắp đường đen là ta nhớ Việt Nam quá. Mình không có đường đen vậy. Mua một cái bắp đường đen. Đen kỳ vậy, Việt Nam là nếm cái tôi năm. Việt Nam phải còn có cái nhọn nhọn lên trên. Nhưng mà tao không biết làm gì, tao đánh là đậu chè đậu đen. Tao để đây. Ông sa năm năm cạo ra làm cái đường vàng á, thắng nước màu đậu hoặc là ướp thịt kho cũng được năm. Năm bẻ nó ra đi. Năm cho nó bẻ ra chặt nó ra, cái bỏ cái hũ á. Đi lấy đậu đi ngâm nó chè. Nó chặt nhỏ ra năm lấy cái hũ đựng vô rồi hồi ướp thịt. Hồi xưa á tao nấu chè tao thấy khó hay là tao làm gì đó thấy khó bây giờ á. Mình cần cái gì chè gì tao lấy đậu vô mình nấu. Đậu đen nó là nó được. Mà em không biết nấu chè. Mình đi qua Mỹ mà kỳ thị Mỹ. Hôm qua thằng Mỹ dám là kỳ thị Trung Quốc chửi em đó. Nói Trung Quốc lấy tiền của tao. Cái sạm nó đang bực cái mình cái vụ tôi không biết ba. I'm not Chinese. I'm not Chinese. Còn đó là thằng khùng. Ra sân bay cái lỗ. Sợ mấy mốt già hư không có tiền mua bà đọc này mà. Rồi, cái gì giặt hết nên thành kéo thai không, gì đó không, để nhầm già thai. Lo xa quá cho nên đó là tối cái có khách, cái gì nào mới đem ra, nó xả giá khách nào. À, cái đó là mới xảy. Mới xảy lần đầu tiên, cho nên không biết có giữ được.
Sáng ra ngoài da vô kiểm tra. Không biết chưa lò mất kiểu gì mà giờ đau bụng. Sáng thì chắc tới chứ, lúc nó gọi mấy giờ, 10 giờ hơn. 11 giờ, 12 giờ đó. 12 giờ kém 10 rồi. 12 giờ đó. Hai bữa số lạ. Ở Mỹ qua chơi. Hai tiếng nào. Tầm hướng là Miami á, mà chưa tới Miami hả? Cái gì đó thì đó cậu với mẹ rồi đi ba đi chơi đó. Năm ngày mai mình đi Daytona nghe. Mình ở lại Daytona nha. Mốt mình tới Jacksonville thì hơn tiếng nữa tới, còn khoảng tiếng nữa tới. Mình ở giữa đường á. Giờ ở đâu con? Theo con đi nếu mà đi lên Jacksonville luôn. Jacksonville luôn hả? Chứ thì thôn nào không có gì để ở á. Là đi ngang qua thôn nào luôn. Thì bắt buộc cái đường đi lên chắc đi đường 24 à. Lên ờ, thì mới tới định vậy. Lên gặp 95 thì là thôn nào, mỗi đề thôn nào nó không có cái gì để ở á, để đáng để ở đâu. Ờ, nhưng ban đêm mình ở lại đâu thì đẹp. Ê, mình đi chơi rồi mình coi đèn Noel hồi cái phí. Jacksonville luôn. Okay. Luôn lên luôn, Jacksonville. Jacksonville. Nó gần là Jacksonville, nó cách Jacksonville khoảng 1 tiếng. À, ok. Chỗ đó buổi tối thì đẹp. Vậy lên tới đó luôn ha. Không có gì ở đó. Nhưng mà có nên ghé biển này nào không? Hay là đi luôn? Không. Đi luôn. Đi luôn lên đó luôn chơi hả? Lạnh ra biển chi. Lo cái gì thứ tư mới là gặp người sẽ chấp một view. Để mình có ngày mai mình đi chơi đâu đó đi. Chiều tối mai lên San Agustin. À. Rồi book hotel rồi. Ừ. Rồi lên coi book một phòng rồi. Đúng rồi, một phòng hai giường. Hai giường là queen phu gì đó đi. Queen. Trời ơi, anh đi cái đó. Để tấm lấy cái tên là tấm book à mà con book cũng sao mà bút luôn đi, bút luôn đi thì chị thật tới rồi. Sao mà đi vội chứ mẹ. Tối mai. Tối mai á, tối thứ ba. Xe hơi rớt tim đi. Rồi đẩy xe hơi rớt tim khoảng 1 tiếng rưỡi. Nó là giữa, nó là trên đường đi Jacksonville luôn. Ok. Xe hơi rớt tim nó là giống như một cái thành phố cổ. Nó là thành phố lớn tuổi nhất của Mỹ á. Thì ra lên đó buổi tối đi bộ vô phố cổ bên dưới. Mấy khăn này không cần vậy Năm nha. Em đĩa đó, thì Năm khỏi vậy. Dồn thì rất là dồn, có gì lên thôi. Không, mới đầu em học vô, chạp em giữa vô thì em phải đĩa cho nó chút nữa. Nó ba cái hơi rồi thì cái bánh nó mới khô. Thôi chạp nó rồi giặt đồ, thái đồ chứ mình đi chơi thứ năm quay lại mình về đó. Ờ, giặt đồ, thái đồ lần nữa đó. Đi chơi là ôm đồ dơ về luôn á. Đồ ở Florida nữa. Thôi giờ đi pha bột bánh. Đó đẹp mà không có bị đẹp, không bị hay đau. Cứ bình tĩnh đi cho nó. Cái đầu tiên là mình phải bị hưng rồi. Cái đầu tiên là mình phải bị ăn rồi. Cái có thể hết em. Thì ra cái bánh mới. Thịt dạo này khô. Mẹ xưa đổ bánh xèo dễ hả? Đúng rồi, em đổ vô mà nó cái mặt nó hơi đổ lại em thấy được. Em tít cái mặt là có nghĩa nó là bị nóng quá nè. Cho nó bị đen đen. Không hả? Nó mình để cho nó cháy thì nó phải bị thôi. Bánh bò. Trời ơi. Bánh bột lọc chị Phượng. Châu cha. Dạ em làm. Bột lọc đang làm nè. Trời ơi. Lê. Lê. Lê ơi, nó biết chị thì chị nào cũng qua bánh bột. Có bánh tằm ngon lắm. Em cái này
chị nè. Có hình không? Quê là qua tháng rồi đó. Ồ hai vậy hả? Dạ qua. Con đi ở bên này mà. Đây đi xách đủ thứ qua hả? À, đem bánh đi qua làm xui với Hương Dương á. Đi qua sao không? Chỉ là là cái bàn tiệc ở ngoài này. Hồi nãy giờ để điện thoại nó hết pin ha. Bình đầy bổ đó. Trời ơi. Đã chưa? Ủa ăn rồi nắng ra luôn hả? YouTuber ăn rồi đó, nắng ấm chị. YouTuber quay đã nghe. Tôi la chó mà để bên này đẹp hơn. Nắng mình không có bỏ bên này luôn, ngồi luôn đi. Mình còn hạnh phúc lắm. Ừ. Ngồi bên này đi. Cái này nó chó hơn tí rồi. Ăn cái gì vậy? Ăn bánh xèo. Cái bánh gì nó giống cái trái bí đỏ vậy? Bánh bò. Bò nướng hả? Bò nướng. Vô cái gì ta? Ủa sao người ghế cao người ghế thấp vậy? Biết sao này chứ. Còn là người đẹp không? Rau đi qua coi chị Năm hái rau nè. Năm hái rau ăn bánh xèo cho sướng chưa, có cả bạn ăn bánh xèo nè. Ủa rau má nè, mấy đứa nhỏ thì em ngủ rồi hả con? Em bé ngủ rồi hả? Cái bánh nó nguội nguội chút nó mới không dính. Này lên phim chắc đẹp lắm. Đẹp. Thế người ngồi mới ăn được. Mấy người hai ăn thiệt. Nó chỉ sáu đi nó biết. Ờ để cho ngồi chút thôi rửa. Trời cái hộp cá. Cái gì con có mà mỗi người mới có hả chị? Đây nè, đây nè. Em ngồi chỗ nào vậy? Ngồi đây hả? Nó đổ vô uống. Không nghĩ là lấy đá chè uống ngon hơn không? Không có ứng cụm vô đó. Ờ thích thích. Nó lạc. Nguyên chắc. Chị khách sạn có bao nhiêu chị đưa hết. Quá đi chị. Mấy sắc màu rồi đó. Để đi. Chị đắp rửa bà ba có bộ đồ đó. Mai là chưa tao bảo là chị đưa chị đổ ra ra tự nhiên biết cái bên đây bố kia này. Kệ đi ăn mốc. Mang đi cho mình ngồi mình ngó mấy kẻ tét. Trời ăn bánh này nữa nè, ăn bánh tằm. Ngồi nó mua hai cái bánh tằm luôn. Dạ tôi đập sáng tôi đi tôi lo tôi tủ tôi lấy bánh rồi chưa ăn cái gì hết. Nó bụng nó nãy giờ quá chừng. Sao mua ở chợ? Hả? Mua ở chợ. Dạ, bà làm được có chừng đó mấy. Ừ. Ở đó bà nấu tằm không thấy gì nữa khác hơn. Có, bà nấu chè nữa nhưng mà sao mua. Thôi mua đi. Tâm cho mà ăn chè mua đi. Có được. Mày đâu ăn mà mua. Nói vậy. Ừ. Nói vậy tao chứ. Mày coi chừng. Tao mà lấy cái video đó sao mà mày tiêu. Tao muốn vợ. Tao muốn tiền mày. Chị cái chỗ này. Cái gần ở chỗ nào bắn chai nha. Bây giờ chị hỏi chị chi? Chị có nằm chị hỏi em nè, em có chở chị đi không á nè, chứ chị hỏi chị làm gì? Hỏi gần hay biết xa làm gì? Không có gần có xa gì cũng nè. Chị nói gần mà em không chở chị đi. Chị hồi đồng thiện chở em xuống đây á, gần gần cũng đi đồn mà đi cái đoạn nào. Bây giờ em nói chị có đi đổ vàng không? Hồi nãy em hỏi chị có đem ra nhiều tiền chị đi đổ vàng thì em ghé cho chỗ đổ vàng rồi chị mua một chai luôn. Kệ dưới thì có bánh bao chai ngon. Chỗ ra chỗ ra Việt Nam đường ấy chị chùa Vĩnh Hưng rồi đó chị, mấy chỗ đó có tiện ở lên đồ luôn rồi. Dạ. Đồ chai quán bên quán nhỏ đó là nó bán đồ ăn ngon á. Mà đúng luôn, nghe quán nhỏ tay đúng rồi đó. Tại sao con quán cam nó kêu quán nó mới đi xuống nó mới về ở Orlando là người Việt nhiều hơn. Dạ. Việt khó nhất là người Việt hay là chị nói nó là cái gì?
Thôi mình đưa tiễn ra đường luôn. Okay, gửi qua. Bữa nào ảnh xuống ảnh thăm Lan á. Bữa nào đẹp xuống đẹp, đẹp xuống thăm Lan. Mà Lan nhớ đừng có cắt đứt dây chuông. Cứ để cho đẹp gặp. Chị gửi lời thăm vợ chồng đồng với công nha. Dạ. Mấy ngày rồi tới đây nhà không về 10 ngày giỏi vậy trời. Chắc về trong nhà ở trong nhà đi. Dạ mới lại vòng vòng sáng nay mới đi chợ đi chơi. Đâu có thấy đâu, không thấy buồn. Cái gì đó? Không có đi đâu mà thấy nữa. Đem giấy tờ đi đâu vậy? Dạ, được giỏi ghê đấy. Cái giấy tờ đó hả? Mới lên một cái giấy tờ cho rồi nha. Chia đất hả? Chia cho ô đất làm nhà ở. Cái đất nó rộng quá làm cho đứa căng chứ mua nhà chi. Đi giờ nhẹ chứ. Ăn cà lem không? Bye. Đi nhảy.